Tại sao người Công giáo lại đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót? Chuyện liên quan đến Thánh Faustina Kowalska là tông đồ Lòng Chúa Thương Xót và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh vào tháng 4 năm 2000. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1935, Chúa đã mặc khải cho Thánh Faustina, dạy Thánh nữ cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của người khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây cũng chính là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên thánh giá. Chúa Giêsu đã giải thích cho Thánh Faustina rằng Ngài muốn lời nguyện được đọc như thế này: hãy đọc chuỗi kinh này không ngừng. Ai đọc nó sẽ nhận được lòng thương xót cao cả vào giờ chết. Các linh mục sẽ khuyên những người tội lỗi đọc nó như là sự hy vọng cuối cùng. Nếu người tội lỗi cứng lòng nhất mà đọc chuỗi kinh này dù chỉ một lần, người đó sẽ nhận ân sủng từ lòng thương xót vô tận của ta. Ta muốn cả thế giới biết đến lòng thương xót vô biên của ta. Ta muốn ban những ân sủng không thể tưởng tượng nổi cho những ai tin vào lòng thương xót ta. Chúa Giêsu đã hứa rằng nếu chuỗi kinh này được đọc trước mặt của người sắp chết, Ngài sẽ đứng giữa Chúa Cha và người ấy. Không phải là quan tòa mà là vị cứu tinh đầy thương xót. Chỉ bỏ ra mỗi ngày ít phút, chúng ta có thể làm được cuộc chuyển hóa thần kỳ. Kiên trì thực hành chuỗi kinh lòng thương xót, đó là chúng ta đã và đang bước qua cánh cửa lòng thương xót để vào thiên đàng.